cho thuê văn bản tên là Cá Lú Tài, số chi 151-1519124, học lớp chiều thứ tư. Đây là chương trình bài bài tập của kỳ thứ nhất về phần cứng, thì tương tự như cùng bài những clip web của phòng của mình trước đó, chúng ta dùng con bít 18F450 và con xe chốt 741C573 và hai con xe giải mã cho một bếp là 595 toàn cấp như thường. Một cần thêm vô một nếu mà chậm chậm chuẩn bị cứng thì không sao, nói chung đều mà có. Đầu tiên thì chúng ta cao báo biến MB là biến điểm trong điểm một cộng là biến là tầng cao là biến là T và biến Y biến tiếp một cái hàm để mà một để kiểm trị cái từ đầu tiên là lấy không lấy một ta cho hiển thị hai dấu gạch lấy hai lấy thứ ba và tắt theo phần đề bài đấy, 4 5 6 và hiển thị chữ O FF một chữ O thứ 7 chúng ta cho dấu gạch và dấu gạch mà 7 đoạn có dấu gạch là 0 5 VF tương tự với cái thứ tự còn lại. Nếu chương trình chính thì ta đầu tiên ta cho chạy cái hàm giảm một chúng ta xuất ra lệnh ý của network sau đó chúng ta sẽ gắn biến MB cho cái cây 44 cao cái hàm tiếp MB bằng 0F có nghĩa là khi chúng ta nhấn một phím thì cái biến điểm nó sẽ tăng lên, đầu tiên biến bằng 0 sau đó cái biến điểm nó sẽ bằng 1 và một cái chương trình nó sẽ bị sai trong thực hiện cái hàm này, nó sẽ xuống cái hàm này là nó sẽ dịch lấy không sẽ tương đương với cái mã bài đoạn ta vừa nhắn đúng cái phím ta trong chúng ta vừa nhắn và nó xuất ra 7 con lấy quét 8 quét rồi nó gắn quyết là T bằng cái mã bài đoạn cho chúng ta vừa nhắn và khi mà nhắn nút tiếp theo điểm cho ta điểm có thể được tăng lên 2 khi nó bằng 2 thì nó sẽ gắn cái con nét thứ nhất trong cái biến là T là gắn cái máy cái chúng ta gắn cho cái mã 7 đoạn của cái lần nhấn đầu tiên sẽ dịch vào bên trái và lấy thứ không nó sẽ dịch vào cái mã 7 đoạn khi mình nhấn lần thứ hai xuất ra các nét quét tương tự khi điểm bằng 3 bằng 4 bằng 5 thì nó có dịch. Còn câu 3 thì đức thì em chưa luyện được em chưa tiến hành cùng bài vậy. Dịch số 2 và số 4 dịch tôi vào ngoài đây
chỉnh hết trong cái mặt